súc miệng bằng thứ nước này, đánh bay viêm họng chỉ trong 4 giờ. Đây là cách trị viêm họng tự nhiên hay nhất tại nhà mà ai cũng nên biết. Có nhiều nguyên nhân gây viêm họng, chẳng hạn do virus, nhiễm khuẩn hay một số vấn đề sức khỏe khác. Sự viêm nhiễm trong hệ hô hấp kích thích các túi mủ trong cổ họng, vốn có thể là do cảm lạnh, cúm hay bệnh tăng bạch cầu đơn nhân. Mặc dù viêm họng không phải là bệnh nặng, song có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời. Có nhiều loại thuốc trị viêm họng, nhưng chúng cũng có một số tác dụng phụ gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe về lâu dài. Đó là lý do các phương thuốc dân gian được nhiều bác sĩ khuyên dùng trong thời gian gần đây. Có nhiều bài thuốc có thể giúp trị viêm họng và thanh lọc cơ thể hiệu quả, đồng thời giúp giảm nguy cơ mắc ung thư của bạn. Trong bài này chúng tôi xin giới thiệu bài thuốc được xem là tốt nhất để trị viêm họng. Nguyên liệu: một củ dền lớn, giấm trắng có nồng độ cồn 9%. Chuẩn bị: rửa sạch củ dền, gọt vỏ, sau đó dùng nĩa để nạo khoảng 250g, cho một thìa giấm trắng vào. Tiếp theo, trộn đều rồi để trong khoảng 20 phút. Sau đó lọc lấy nước. Hãy súc miệng bằng thứ nước này trong vài phút, làm 2 giờ trên lần. Bạn cũng thể nuốt một ít trước khi nhổ ra ngoài. Bạn sẽ thấy hiệu quả của nó ngay tức thì. Sau đây là một số phương pháp tự nhiên khác để giảm viêm họng. Súc miệng bằng hỗn hợp nước chanh và một nhúng băng kim soda, 2 lần trên ngày vào buổi sáng và buổi tối. Một hỗn hợp khác có thể trị viêm họng là uống một ít nước chanh ấm và một thìa mật ong, trộn nước cốt chanh, một quả, một nhúng muối và mật ong. Sau đó quấn một miếng bông gòn trên ngón tay rồi nhúng vào hỗn hợp đó. Tiếp theo, hãy đưa ngón tay chạm vào họng, nó sẽ giúp chữa viêm họng nhanh chóng. Giấm táo là một phương thuốc tự nhiên rẻ tiền cho bệnh viêm họng. Nó có khả năng sát trùng, giúp giảm các triệu chứng đau họng. Chỉ cần cho 2 thìa giấm táo vào 1 ly nước rồi súc miệng 3 lần trên ngày. Tỏi là chất kháng sinh, khử trùng và kháng khuẩn tự nhiên, có thể giúp diệt nấm và vi khuẩn nơi cổ họng. Chỉ cần nghiền một múi tỏi rồi trộn với một chén nước, sau đó uống 3 lần trên ngày.